năm điều thú vị ít người biết về chó Bun Pháp. Thứ nhất là Bun Pháp không sinh ra ở Pháp, khác với suy nghĩ của nhiều người về nguồn gốc của giống chó này. Thực ra Bun Pháp xuất hiện lần đầu tiên ở Anh vào cuối thế kỷ thứ 18. Một số nhà lai tạo giống để lai chó Bulldog Anh với một dòng chó nhỏ hơn và tạo ra giống chó Bun Pháp. Thứ hai là Bun Pháp không biết bơi, với đặc điểm bốn chân ngắn cụt, cơ thể tròn trịa với khung xương to nặng, cơ bắp dày khiến chúng dễ bị chìm khi ở dưới nước. Mõm Bun Pháp rất ngắn, làm chúng phải ngửa mặt nhiều về phía trước để nước không vô mũi. Điều này khiến cơ thể mất cân đối và dễ bị lật khi bơi. Thứ ba là Bun Pháp thường được sinh sản nhân tạo, với phần hông mỏng manh cùng đôi chân ngắn, nên khi sinh sản tự nhiên khiến chó được khó leo lên lưng chó cái. Vậy nên Bun Pháp thường được nâng giống bằng cách thụ tinh nhân tạo. Mặt khác, kích thước đầu và vai chó con khá lớn nên sinh thường làm chó mẹ dễ kiệt sức. Vì thế Bun Pháp thường được sinh mổ để đảm bảo an toàn cho chó mẹ và chó con. Thứ tư là Bun Pháp rất nhạy cảm, dòng chó này dễ bị cảm xúc chi phối, đôi khi bị chủ mắng chúng sẽ tỏ ra buồn rầu, bỏ ăn bỏ uống hoặc như khi bị mèo đánh cũng có thể khiến Bun Pháp bị trầm cảm nhẹ. Thứ năm là Bun Pháp xì hơi cực nhiều. Một điều tai tiếng nhất của Bun Pháp là chúng đánh rắm cực kỳ nhiều, nguyên nhân xuất phát từ chiếc dạ dày của chúng. Mặc dù là dòng chó hấu ăn nhưng việc sở hữu một hệ tiêu hóa không quá tốt sẽ khiến chúng rất hay xì hơi. Thứ sáu là Bun Pháp có mõm khác thường, chúng thuộc dòng chó Brachycephalid, nghĩa là mõm cực kỳ ngắn, kết hợp với cấu trúc xương ở mặt làm chúng dễ mắc các chứng bệnh về rối loạn hô hấp hoặc căng thẳng stress khi thời tiết nắng nóng.